Ok, hello, xin chào anh em. Mọi người nghe có rõ không nhỉ? Ok. 14, 13, 13 bạn. À, mọi người có bạn bè hay là anh em nào trong group ấy thì mọi người bảo mọi người bảo vào luôn để chúng ta làm việc. Xem ai chưa vào, chưa vào thì vào thì bảo vào luôn đi, làm việc từ đầu luôn đấy thì chúng ta sẽ dễ hơn, vào sau thì lại lỡ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một cái kiến thức, thực ra không phải kiến thức mà cái này là chia sẻ với anh em mới, những người mà mới vào thị trường crypto, chúng ta cần phải chuẩn bị những cái gì, lâu nay các bạn chơi như thế nào và tâm lý ra sao, rồi phân tích kỹ thuật ra sao. Thì hôm nay sẽ là một buổi talk giao lưu giữa mọi người để chúng ta hiểu nhau hơn, để cải thiện group, để đưa ra những cái kiến thức cho anh em ở trong group phát triển cùng với nhau. Chứ bây giờ ông về đích rồi mà các ông khác đang còn mới bắt đầu, thì lúc mà ra những cái thông tin hay là những cái phân tích kỹ thuật, người hiểu người không hiểu rất là khó, rồi anh em lại không biết được là nên vào hay không nên vào những cái kèo mà mình đưa cho các bạn. Và tại vì sao mình lại đưa cái thông tin, những cái thông tin từ thị trường trong cái buổi talk ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ giải quyết những cái vấn đề về tâm lý, kiến thức nền tảng và trader holder thì các bạn cần phải làm gì, và lâu nay các bạn chơi như thế nào, thì các bạn có thể chia sẻ với mình ở trong cái buổi ngày hôm nay để chúng ta giải quyết mọi vấn đề luôn. Sẽ cố gắng hết sức để giải quyết những cái vấn đề mà anh em đang gặp phải một cách tối đa trong cái buổi talk ngắn ngủi ngày hôm nay. Thì ở trong cái phần giao lưu của mình ấy, thì có phần chat ấy, thì số lượng anh em cũng rất là nhiều, cho nên là mỗi người bật mic lên thì nó rất là loạn. Nên là mọi người có cần hỏi điều gì thì mọi người có thể để ở trong cái phần chat. Sau đó mình sẽ check lại, mình sẽ trả lời, giải đáp từ cái kinh nghiệm bản thân mình cho anh em hiểu. Và ngoài ra nữa là sẽ định hướng cho một số anh em đang chưa biết mình nên làm holder hay là trader. Biết được là mình vào thị trường này làm cái gì và năm nay nó sẽ như thế nào. Một cái buổi talk rất là mở mọi vấn đề. Ok, anh em nghe rõ không nhỉ? Nghe rõ thì mọi người comment rõ giúp mình nhé. Bây giờ thì mình sẽ có một cái test nho nhỏ cho anh em. Một cái test nho nhỏ cho anh em. Là ở trong cái buổi ngày hôm nay ấy, thì ai là trong buổi hôm nay thì 19 bạn, 18 bạn thì ai mới vào thị trường cuối năm 2020, tức là mới vào thị trường khoảng dưới 3 tháng thì mọi người comment với mình dưới 3 tháng. Dưới 3 tháng. Ok. Dưới 2 tuần luôn. Ai vào thị trường trên
từ 3 tháng đến 3 tháng đến 6 tháng. Ai vào thị trường từ 3 tháng đến 6 tháng. Vào 20 tháng, 20 tháng là gần 2 năm rồi. Và nếu như mà anh em tính theo năm thì chúng ta nên đánh ở cái dấu mốc là năm 2017. Tức là 3 năm trước. Ai vào thị trường từ cái năm 2017? Nếu như mà các bạn vào thị trường năm 2017 ấy, thì mình nghĩ là các bạn không phải là những cái member mới nữa. Tại vì các bạn đã trải qua một con sóng năm 2017, 2018 là downtrend, 2019 là downtrend. Thì bây giờ cái buổi ngày hôm nay, nếu như mà các bạn là trader cũ rồi thì nó sẽ chỉ giúp ích cho các bạn một phần nhỏ thôi. Và đa số cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào những cái kiến thức cho những anh em mới, cho những anh em mới vào thị trường dưới 6 tháng, dưới 6 tháng và trader mới. Thì ở đây thì ai vào thị trường là theo người thân, ai vào thị trường là theo người thân, ai vào thị trường là theo thấy bạn mình này, anh em mình này. Thấy bạn mình này, anh em mình này, rồi là đồng nghiệp của mình này. Chơi coi thắng nhiều quá, bây giờ theo. Người ta gọi là FOMO, FOMO theo theo người thân, là theo những cái gọi là thông tin thị trường, báo chí, rồi là xung quanh mình ai cũng là trader, nên là mình cũng thấy là sốt ruột. Và đặc biệt là Covid thì mọi người rất là rảnh, nên là mọi người đang tìm một cái cơ hội ở trong một cái môi trường khác, và đặc biệt là chứng khoán, forex và cái thị trường crypto. Và cái crypto là một trong những cái thị trường mới mọi người vào để mọi người tìm kiếm cơ hội để kiếm tiền. Đã đông phải không? Thì bây giờ mình chia sẻ chốt cho các bạn mới vào thị trường. Mình chia sẻ một chút về trader mới. Thì đa số các bạn ấy, thì khi mà các bạn biết đến Bitcoin ấy, thì là nhờ những cái người bạn của mình, những cái thông tin trên báo đài, các bạn vào thị trường thôi. Toàn bộ tất cả những anh em mà trong thị trường crypto ấy, thì để chiếm đến 90, có thể gọi là 99%, có thể gọi là 99% là những anh em mà chưa qua một cái quãng thời gian ở trong cái thị trường forex hay là chứng khoán, mà anh em FOMO theo người thân, theo những người bạn của mình, rồi là thấy cái tín hiệu ở trên báo đài anh em vào. Thì thứ nhất là những cái mà anh em thiếu, nhất là về cái tìm hiểu về công nghệ. Anh em chưa hiểu crypto là nó sinh ra để làm gì, rồi là các cái công nghệ mà con coi mình đang nắm giữ đi theo người thân của mình. Ví dụ như có nhiều ông all in con dot hay là con TRX hay là những cái con nổi tiếng ở trên thị trường này. Thì các ông cũng đã tìm hiểu về cái công nghệ của nó chưa, và nó đang là top coin hay là không phải là top coin. Và sau khi các ông tìm hiểu xong thì các ông phải quan tâm đến cái tiếp theo, đó là cái việc mà mình chơi á. Mình chơi là mình phải định hướng mình là holder hay là mình là trader, mình đi dài hạn với thị trường hay là mình
chỉ là lướt sóng ăn 10-20%, 50% hoặc là hai là mình khoác. Mọi người phải định hướng được nhiều nhiều thứ khi mà bước chân vào thị trường tài chính, và đặc biệt là thị trường crypto. Thị trường crypto là cái lượng FOMO nó cực kỳ là lớn. Đấy, lượng FOMO cực kỳ là lớn. Anh em có thể là hôm nay anh em mình ngủ thì sáng mai anh em có thể 50% tài khoản rồi. Ok, cái mình đang ngồi ở quán cà phê nó cũng rất là yên tĩnh ấy. Nên là mình cũng nói nhỏ, trong cà phê Trung Nguyên ấy, mình cũng nói nhỏ thôi, không ảnh hưởng đến những người bên cạnh. Thì mọi người nghe rõ thì mọi người có nghe rõ hay không? Nếu không nghe rõ thì mọi người comment xuống cái phần chat cho mình ha. Thì cho anh em mới vào thị trường ấy, thì trước hết là mình có hai admin trong cái group của mình, có hai admin, một là Rui, tức là mình đây, mình đang nói chuyện với các bạn đây. Cái thứ hai là anh Lưu Hoàng này, anh Hoàng là anh Steve ấy. Thì ở trong cái team của mình ấy là mỗi người một chức năng, mình là thiên về phân tích kỹ thuật, anh Hoàng sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái kỹ năng cứng ở trong thị trường, ví dụ như là sử dụng sàn như thế nào, các bạn lưu ý ha, sử dụng sàn như thế nào, những cái công cụ ở trong sàn như thế nào. Cái thứ hai nữa là hướng dẫn cho bạn tìm hiểu về cái thông tin của những cái đồng coin ở những cái kênh nào. Và cái thứ ba là anh Hoàng sẽ hướng dẫn cho các bạn là về cái gọi là tâm lý giao dịch. Đấy, anh Hoàng thì 5 năm kinh nghiệm rồi, thì tâm lý giao dịch như thế nào trong cái thị trường coin này, và tại vì sao mình đầu tư trong cái thị trường này, mình cần phải lưu ý con BTC, và BTC nó là gì, cái chức năng của BTC là gì, hay là BTC tại vì sao nó lại là vua ở trong thị trường này và toàn bộ tất cả altcoin đi theo nó. Đấy, thì anh Hoàng sẽ giải thích cho các bạn những cái điều đó. Đấy, còn mình thì sẽ thiên về phân tích kỹ thuật. Đấy, về phân tích kỹ thuật cho các bạn về những cái xu hướng của một cái đồng coin hay là xu hướng của thị trường như thế nào. Đấy. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ share cho các bạn một cái thông tin trước, những người bạn mới ha, mới vào thị trường thì các bạn nên biết cái sàn coin market cap. Thì cái sàn coin market cap này ấy, là một cái sàn tổng hợp toàn bộ tất cả coin ở trên, tổng hợp tất cả các coin ở trên này. Đấy, thì các bạn có thể xem top 10 đồng coin. Đấy, có vốn hóa cao nhất. Đấy, 10 đồng coin. Và những cái đồng coin khác mà các bạn đang quan tâm thì các bạn có thể search. Đấy, ở trên cái thị trường, trên cái coin market cap này. Và trên cái coin market cap này nó có những cái sàn, nó sẽ tổng hợp cho các bạn về những cái sàn mà được giao dịch nhiều nhất trong 24 giờ. Đấy, thì các bạn cũng có thể vào đây các bạn coi được. Đấy, và ngoài ra nó cũng có thể tổng hợp cho các bạn một số cái, ví dụ như là volume trong 24 giờ. Đấy, của các cái sàn là con coin nào top 10. Đấy, những cái coin mà có volume cao ở trong cái thị trường. Đó là cái thứ nhất cho các bạn mới vào thị trường crypto. Tiếp đến, nếu như mà các bạn mới vào thị trường này thì các bạn nên biết một cái sàn, đó là sàn Binance, đúng không? Thì cái sàn Binance thì gần như đa số anh em mình biết rồi, tại vì là chúng ta đang chơi trên sàn Binance mà. Và cái group của mình cũng chỉ phân tích coin ở trên sàn Binance thôi. Đây không phải là group mua ICO hay là những cái group mà bắt những cái coin mà chưa lên sàn Binance để pump. Đấy, thì chúng ta chỉ phân tích những cái đồng coin ở trên sàn Binance thôi. Đấy, thì cái sàn Binance là một cái sàn giao dịch. Thì cái sàn Binance này sử dụng như thế nào thì các bạn nên hỏi những người đi trước, những anh em của mình đang đi trước, hoặc là nếu mà bí quá thì hỏi anh Hoàng ha. Rồi, cái thông tin thứ ba là các bạn nên có một cái tài khoản TradingView. Thì trong cái TradingView này, cho dù các bạn chơi chứng khoán hay là Forex hay là crypto, thì các bạn cũng có thể search được những cái đồng
đồng coin hay là mã chứng khoán đấy, hay là các cặp tiền forex đấy, có ngoại hối đấy, chứng khoán, ngoại hối, hợp đồng tương lai, tất tần tật nó đều có ở trên này. Thì chúng ta phải biết sử dụng các cái công cụ ở trên cái sàn TradingView này để chúng ta phân tích. Đấy, thì cái phần mà học phân tích như thế nào thì mình sẽ nói câu chuyện đó sau ha. Mình phải bắt đầu từ đâu thì mình sẽ nói câu chuyện đó sau cho các bạn ở phần tiếp theo. Rồi, thì trong cái TradingView là các bạn có thể nhìn tổng thể được một con coin. Đấy, quá trình hoạt động của nó theo năm, theo tháng, theo ngày, theo tuần. Đấy, và có thể là theo giờ và theo phút nữa. Đấy. Ví dụ như mình đang bật chart ngày thì các bạn có thể xem là từ khi mà con từ khi mà cái thằng Binance này nó mở. Đấy. Từ khi thằng Binance này nó mở thì cái biểu đồ của con BTC nó như thế nào. Còn nếu như các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn có thể xem các cái sàn khác. Ví dụ như là Coinbase hay Bitstamp thì cái lịch sử của BTC nó sẽ dài hơn rất là nhiều. Đấy là những cái sàn điện, cái sàn trước đó, lịch sử của BTC rất là dài. Đấy, đây là năm 2017, các bạn nhìn cho quen. Đây là năm 2018, à đây là 2020, 2021. Đấy, thì trong cái TradingView này, nó có toàn bộ tất cả công cụ cho các bạn để các bạn phân tích kỹ thuật. Ha. Rồi, bắt đầu nói đến cái vấn đề là về tâm lý của các bạn trader mới. Ví dụ như mình, ví dụ như con rep, rất nhiều anh em hỏi được chưa, con rep thứ nhất là nó chạy trên nền tảng gì của dot đúng không? Con dot là con dot là một con coin nền tảng, nó giống như Ether đó, con dot này. Đấy, con dot này thì con rep là các bạn đang ôm nó chưa. Thì các bạn có thể vào cái Wrap USDT. Wrap USDT. Wrap USDT. Và Wrap BTC. Thì mình có một cái lưu ý cho đầu tiên cho những người bạn mà mở TradingView, các bạn xem này. Cái đầu tiên là các bạn trade là để các bạn kiếm tiền từ 5 đồng về ví. Đúng không? Các bạn chơi là các bạn kiếm tiền Việt Nam đồng về tài khoản ngân hàng của các bạn. Còn BTC hay là USDT nó chỉ là những con số thôi. Vậy câu hỏi đặt ra cho các bạn rằng là bây giờ có mình vào lệnh rồi, đúng không? Mình vào lệnh rồi, mình win rồi, mình thắng rồi. Đấy, mình thắng rồi. Thì bây giờ mình có nên rút cái tiền nó ra hay không? À, một câu hỏi nó kinh điển lắm, kinh điển của những người mới luôn. Thì cái này đến những bậc thầy mà trong cái thị trường crypto hay là chứng khoán thì cũng bó tay thôi, tại vì các bạn đang gồng lãi, các bạn đã lãi rồi, các bạn lãi rồi thì các bạn có chốt lãi hay không? À, câu hỏi khó, nên mình cũng chia sẻ luôn cho các bạn là mình chỉ có phương pháp thôi, mình sẽ có những cái phân bổ vốn, những cái kỷ luật và những cái nguyên tắc chơi riêng cho mình, và bản thân các bạn cũng phải tìm ra được cái nguyên tắc chơi cho bạn. Đấy, dựa trên cái nền tảng kiến thức của các bạn. Thì bây giờ có hai vấn đề, một là trader lướt sóng, hai là holder. Đấy. Thì mình sẽ đi sâu vào hai vấn đề trader và holder cho các bạn, để các bạn hình dung rằng là trader. Đấy, trader thì có những cái đặc tính gì và holder sẽ có những cái đặc tính gì. Mình không nói đến việc các bạn holder chứng khoán 5, 10 năm, 3 năm, 7 năm gì đó, mình không nói tại vì nó quá là dài. Còn nói về holder ở trong thị trường crypto ấy, thì các bạn chỉ cần kể cả 3 tháng. Kể cả 3 tháng mà coi của bạn X10 thì cũng bán được rồi, đúng không? 3 tháng, 6 tháng hay là 1 năm. Đấy, cho các bạn holder. Vậy cái nguyên tắc ở trong holder là
là các bạn phải nhìn tổng thể thị trường. Vậy nhìn tổng thể thị trường thì các bạn đầu tiên cái số 1 cho holder này, đây là của holder nhé. Các bạn holder lưu ý này. Đấy. Cái số 1 là các bạn phải nhìn con BTC tờ đầu tiên, tức là nhìn cái trend của BTC. Vì sao? Vì BTC nó là vua và toàn bộ altcoin sẽ đi theo BTC. Hả? Toàn bộ altcoin sẽ đi theo BTC, và nếu như mà BTC nó đang tăng ấy, thì cái việc holder của bạn vẫn nắm giữ, được chưa? Nhìn theo trend của BTC. Nếu như BTC là trend tăng, à, nếu như BTC là trend tăng, à, nó chưa xác nhận đảo chiều hay là downtrend, à, quay đầu, thì các bạn vẫn phải giữ cái coin của mình. À, tăng thì các bạn vẫn hold, vẫn hold. Và các bạn chia vốn ra, được chưa? Các bạn chia vốn ra, các bạn vào những cái vùng nhạy cảm, được chưa? Để các bạn tích lũy nhiều hơn hay là mua được những cái vùng đẹp hơn, được chưa? Cái trend của BTC tăng thì vẫn hold cái con coin mà các bạn đang nắm giữ. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề là cách vào lệnh. Cách vào lệnh thì nó lại liên quan đến phân tích kỹ thuật. Những cái kháng cự hỗ trợ quan trọng, thì cái này nó liên đến phân tích kỹ thuật. Kháng cự hỗ trợ quan trọng để các bạn mua thêm hoặc là các bạn gọi là chơi trên hold ấy. Chơi trên hold thì nó là phạm trù nó hơi 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 rộng hơn một chút. Bây giờ mình chỉ nói thêm về holder đi cho nó dễ. Đấy, kháng cự hỗ trợ quan trọng để vào thêm 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 tiền. À. Rồi. Cái thứ ba nữa là cái thứ ba cho holder. Đấy, được chưa? Các bạn xác định các bạn chơi 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm là ít rồi. Đó, cho các bạn holder và trader là ít rồi. Thì các bạn phải có một cái tâm lý đó là lý đó là bỏ qua những tín hiệu nhỏ. Những tín hiệu nhỏ đây là như thế nào? Chúng ta đang chơi một chiều, nếu như mà coin của chúng ta tăng thì chúng ta mới có tiền đúng không? Thì các bạn bỏ qua những tín hiệu nhỏ, ví dụ như là những tín hiệu đảo chiều hay là những cái tín hiệu đó là mang cho các bạn cái nỗi sợ là nến doji hay là nến nến búa hay là nến gì đó. Đấy. Thì những cái tín hiệu này là những cái tín hiệu ngắn hạn điều chỉnh thôi. Coin nó tăng, đấy, coin nó tăng thì nó phải có cái điều chỉnh, thấy chưa? Miễn sao là cái trend của thằng BTC đây này nó vẫn giữ ở trong cái trend tăng thì các bạn vẫn hold cái coin đó. Đừng có nhìn ở mấy ông chơi. Mấy ông holder toàn nhìn mấy ông chơi ô chốt lãi ô chốt lời rồi mấy ông bảo ô con này không biết là có nên chốt hay không hay là nó xuống nhiều quá rồi có nên bán hay không, cắt lỗ hay không. Ông hold như vậy thì các ông sẽ không có được miếng miếng bánh lớn. Ví dụ nha, mình ví dụ con rep của các bạn, con rep của bạn được chưa? Lịch sử của nó rất là ít đúng không? Các bạn đang kỳ vọng con này lên 1 đô 2 đô gì đó. Đấy, mình nghe nói như vậy thôi, còn mình thì không có cái gọi là giống kiểu thầy bà là mình có thể biết được là thầy bói hay không, để mình có thể biết được là nó sẽ lên tới đâu. Đấy, mình thấy là à, ngon thì mình xúc, xấu thì mình chặn. Đấy, tất cả những con sóng à, đây là trend tăng rồi đúng không? Tất nhiên đây là trend tăng rồi đúng không? Khi nào mà nó phá cái kênh này đấy, các bạn thấy nó phá kênh này, mình sẽ bật cái chart. Con này lịch sử nó rất là ít, lịch sử của nó rất là ít, cho nên là mình sẽ sử dụng cái chart 4 giờ đi.
nó một chút, kéo các cái đáy của nó để chúng ta đưa ra cho một cái đường chen, được chưa? À, như mình á là cái khúc này mình sẽ mua này, ha, mình chờ nó về khúc này mình ôm thêm một lệnh, đúng không? Mình chờ khúc này mình ôm thêm một lệnh theo USDT, được chưa? Đấy, bắt buộc các bạn phải bật, nếu các bạn holder ấy, bắt buộc các bạn phải bật cả cái chart của rep USDT và rep BTC. Ủa, chị vào rồi mà. À, mọi người nghe có rõ không nhỉ? Nãy giờ nói không biết, không thấy ai comment. Mọi người nghe có rõ không ạ? Comment giúp mình ạ. Ok, comment giúp mình ha. Để thỉnh thoảng mọi người nhá cho mình cái tín hiệu đấy, không lại đứt mạng hay gì đó lại mất công nói lại. Ok, bắt buộc mọi người chơi hold thì mọi người phải có một cái chart của USDT và BTC. Chart USDT là chúng ta nhìn được cái giá của nó theo USD, được chưa? BTC là cặp tỷ giá của RAP và BTC, được chưa? Đấy, thì ở trong cái chart của BTC này, trong cái chart của BTC này, được chưa? Nếu như các bạn học chỉ báo rồi thì các bạn thấy là mình đang vẽ là một cái đường MA89, là cái đường màu xanh này. Mình sẽ lướt qua cái này thôi. Và đường MA200 là đường màu đỏ này. Thì ở trong cái chart của BTC thì nó vẫn đang ở trên tăng. Được chưa? Nó vẫn là trên tăng. Lát nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn câu chuyện là thế nào là trên tăng và thế nào là trên giảm. Thì ở đây nó có một cái kháng cự, nó đang test cái kháng cự vùng này của BTC, chat BTC test kháng cự vùng này. Vậy nhiệm vụ của các bạn là thấy con rep này, thấy con rep này, nhìn ở hai biểu đồ đầu tiên là USDT là nó vẫn đang tăng, đúng không? Thì con rep này nó đang test lại cái đáy này. Đấy, các bạn có thể vào một lệnh nhỏ ở đây, đúng không? Để mà mình tích lũy xuống đây mua tiếp. Đấy, các bạn khi các bạn tìm hiểu được công nghệ của nó rồi, đúng không? Các bạn có niềm tin ở nó rồi thì các bạn xuống tới đâu các bạn gom tiền các bạn mua tiếp. Đấy, thì cái nguyên tắc là các bạn nên chia vốn để vào. Mình có một số nguyên tắc sử dụng cái kiến thức của Fibonacci ha. 2 này, 3 này, 5 ha. 1 2 đấy, 1 2 3. Đấy, tiếp theo là 1 2 3 4 chia theo kiểu tiến lên, được chưa? 1 2 3 4. Đấy, 20%, 30%, 50%, được chưa? 10%, 20%, 30% và 40% để các bạn vào. Được chưa? Khi các bạn đến đây là các bạn ôm. Đấy, các bạn ôm. Đấy, ví dụ bạn ôm 10%, đúng không? Xuống tiếp ôm 20%. Được chưa? Xuống tiếp nữa. Không vượt qua cái đáy này. Đấy, không vượt qua đáy này, xuống mà vượt qua đáy này thì cắt. Đấy, cắt lỗ. Chấp nhận cắt lỗ. Đấy, câu chuyện của holder. Thứ nhất, câu chuyện của holder là các bạn đầu tư ví dụ mình nói min của các bạn là đầu tư 1.000 đô đi. Đầu tư 1.000 đô đúng không? Thì các bạn vào đây thì các bạn vào 10%, đúng không? Vào đây 20%, xuống dưới đây một phát là các bạn là vào 30%, gần đáy là các bạn vào 40%. Thì cái lệnh lớn nhất của các bạn ấy thì nó đã gần cái điểm stop loss của các bạn rồi. Đấy, và hiển nhiên cái điểm này thì nó sẽ stop loss xa hơn. Thì câu chuyện của holder là các bạn phải chấp nhận cái điều đó. Chấp nhận. Chứ, làm gì? Cái stop loss xa. Đấy, chấp nhận stop loss xa. Thì các bạn để vào một cái phần nguyên tắc cho mình. Đấy, phần một nguyên tắc cho mình. Đấy, chấp nhận stop loss xa. Đấy. Mình bây giờ mình có tỷ lệ thắng x2, x3 rồi thì mình phải chấp nhận cái điều đó. Đấy. Khi các bạn xác định được tâm lý là chấp nhận cái khoản đầu tư. Đấy.
đầu tư đây là đầu tư rủi ro mất đấy, thì stop loss nó xa, được chưa? Có thể stop loss của các bạn là chia đôi tài khoản đó, chia đôi tài khoản hay là chia 10 tài khoản đấy, cái chuyện đấy là mình cũng không thể đoán trước được đấy, nó phụ thuộc vào thằng cái nguyên tắc đầu tiên đó là BTC. Và hiển nhiên rồi, nếu như khi các bạn đang nhìn chart của con rep này đấy, nó về các cái vùng kháng cự hỗ trợ thì các bạn phải nhìn sang BTC. Các bạn nhìn BTC mà nó vẫn đang trend tăng thì các bạn vẫn cứ ôm thôi, vẫn cứ ôm thôi. Khi nào mà BTC bắt đầu có một cái tín hiệu là downtrend, còn cái tín hiệu downtrend như thế nào, nếu các bạn chưa đủ kỹ năng thì mình sẽ là người thông báo cho các bạn, tại vì nhiệm vụ của mình ở trong group là như vậy. Đấy, nó bắt đầu downtrend rồi, khi nào có thể chốt lời, khi nào có thể cắt lỗ được. Còn mình không nói về vấn đề chốt lời, mình chốt lời là tùy lòng tham của các bạn thôi. Có nhiều bạn thâu BNB, mình báo cho các bạn là cái giá là mấy bốn mấy không nhớ bốn mấy, mình kể cái trend bốn mấy rồi. Các bạn ăn lên đây các bạn phải cắt rồi đúng không, ăn x3 cắt nhưng mà ai ngờ nó lại lên x mấy đó, x3 cắt rồi bây giờ lên x7 x8 rồi đúng không, thì lúc đó thì các bạn lại bảo ôi biết thế, không nói được câu chuyện đó ha. Còn cái chốt lỗ thì mình có thể thông báo cho các bạn, cảnh báo cho các bạn rằng BTC nó bắt đầu có tín hiệu downtrend, thì lúc đó mình sẽ cảnh báo cho các bạn. Còn chốt lãi là phụ thuộc vào các bạn. Ok, tóm lại, holder thứ nhất là các bạn phải hold theo BTC. Các bạn muốn ăn lớn thì các bạn phải hold theo BTC. BTC nó đang là uptrend thì các bạn cứ gom hàng các bạn hold. Được chưa? Gom con nào mà các bạn đã tìm hiểu về công nghệ thấy nó chắc cú rồi, được chưa? Từ cái niềm tin thôi chứ còn chắc cú ở trong thị trường này nó cũng là một cái câu chuyện là nó dài lắm. Hiện tại thì các cái đồng coin thì ứng dụng ở ngoài đời thực thì nó cũng chưa có, được chưa? Kể cả BTC cái con lớn nhất thì nó cũng chưa có. Người ta cứ bảo là nó trả lương cho cái này trả lương cho cái kia, nhưng mà Việt Nam mình đâu có cái thông tin gì đâu, đúng không? Chỉ có thấy báo đài đăng là chúc mừng các nhà đầu tư mạo hiểm đã thắng BTC holder gặp may mắn, chứ chưa phải là cái đầu tư chính đáng gì là gì cả, được pháp luật hay là gì đó, hay là đánh thuế gì đó. Thì bây giờ các bạn tìm hiểu công nghệ founder của nó, đấy, cái thằng mà chủ của cái công ty làm ra cái đồng coin này, nó sử dụng cái đồng coin này vào cái mục đích gì, đúng không? Đấy, và cái số lượng cái đồng coin này ra thị trường là bao nhiêu đó, rồi là cái cộng đồng của nó, cộng đồng tức là những cái người mà đang ôm và nắm giữ và ủng hộ cái đồng coin này nó có mạnh hay không. Đấy, thì từ những cái đó thì các bạn bắt đầu là vào những cái điểm để các bạn hold với cái đồng coin đó ha. Ok, và chấp nhận là cái khoản đầu tư của bạn là khoản đầu tư rủi ro, được chưa? Thì các bạn nên đầu tư có kế hoạch 1, 2, 3, 4 hay là 2, 3, 5 gì đó để các bạn giảm thiểu cái rủi ro của bạn đi, chứ không nên all in tất tay vào một điểm. Đó là cái nguyên tắc, cũng không ai all in tất tay vào một điểm trong đầu tư cả. Rồi, ok anh em holder không nhỉ? Holder chân chính. Ok, đến cái tiếp theo là của các ông trader, ông lướt sóng. Đấy. À, mình cũng chia sẻ với các bạn holder một chút. Chia sẻ với các bạn holder một chút là con SRM này cũng là một con các bạn có thể gom hàng được. Ha. Còn con này mình báo lâu lắm rồi. Từ khi quay lại cái thị trường này mình đã ngắm đến con này rồi. Thì mình cũng đầu tư một khoản vào đây rồi. Vào lệnh này là lệnh thứ 3 rồi. Thì khi mà mình thông báo cho anh em ấy là nó đang là 78, 76 hay 78 gì đó. 76 hay 78 theo cặp BTC gì đó. Và lúc đó là theo cặp USDT thì mình không nhớ được giá đó lắm.
và mình phải check lại lịch sử. Thì theo BTC thì lúc đó 78 gì đó ha. Thì mình cũng thông báo cho các bạn vào rồi. Thì vừa rồi thì mình cũng thông báo cho các bạn thêm một lệnh nữa. Thì nếu như các bạn vào cái lệnh vừa rồi thì các bạn cũng win. Để mình xem này, lúc mà mình thông báo cho các bạn, không nhớ là cùng bao nhiêu, nhưng mà các bạn cũng đã win được mười mấy 20% rồi hay sao ấy. Thì cái con này nhìn dài hạn ấy, nhìn dài hạn theo BTC này à, thì mình kéo một cái Fibo ở đây để mình xem là nó, mình cho đây là cái sóng hồi đi. Đấy, cái sóng này là cái sóng gọi là sóng điều chỉnh của cái trend down đi, được chưa? Thì nó sẽ hồi về đâu, được chưa? Nó sẽ lên tới đâu? Thì đây, nó có một cái mốc đầu tiên là mốc 23.6. Thì thường nếu như các bạn dùng Fibo ấy, thì cái mốc 23.6 là một cái mốc yếu. Thì cái mốc 3, cái mốc quan trọng thì mình đã chia sẻ với các bạn rồi, là cái mốc 38.2, 50 và 61.8 là ba cái mốc quan trọng của vùng Fibo. Thì kỳ vọng của mình trước mắt là nó sẽ lên được 14.000 theo cặp BTC sẽ lên được 14.000. Và soi lại cái chart của thằng USDT. Đấy, soi lại chart thằng USDT thì mình đang kỳ vọng nó lên. Ừ. 1.618 là sắp tới rồi. 8 đô. 6. 8 đô 6 ha. Vượt qua một cái mốc 1.618 cũng là mốc quan trọng. Nhưng mà mình kỳ vọng của nó lên là 8.6. Ha. 8.6 đô. Còn cao hơn nữa thì chúng ta đang thấy là cái mốc 11.7 ha, 11.7 nếu như mà BTC vẫn thuận lợi. Thì cái câu chuyện là con này thì anh em gồng lỗ thì gồng lãi thì nó đã sướng lắm rồi, tại vì anh em vào được cái vị thế mà mình báo cho các anh em rất là tốt rồi. Tới thời điểm hiện tại thì con này nó cũng chưa, mới bắt đầu và nó chưa có tín hiệu ngừng lại. Thì khi mà các bạn nhìn cái chart của con SRM này, SRM này theo chart này, thì mình sẽ cho các bạn một số cái nhận định của mình. Cái thứ nhất là mình vẽ Fibo này, mình sử dụng cái Fibo này, sử dụng Fibo là MA20. Tiếp đến có thể các bạn sẽ sử dụng thêm MA34 nữa. Đấy, MA34 là cái đường màu đỏ này. Đấy, đường màu đỏ này các bạn thấy không? Đấy, còn MA89 là cái đường màu xanh này. Thì các bạn thấy rằng cái tín hiệu của nó rất là phê. Đấy, rất là phê. Mình chỉ biết nói như vậy thôi. Là cái nguyên tắc chây của sử dụng cái chỉ báo này là cái đường MA bé mà nó cắt lên đường MA lớn như thế này. Đấy. Thì nó cho xu hướng là đang tăng. Và nó mới chỉ cắt lên thôi. Mới chỉ cắt lên thôi. Thì cuộc chơi của con này nó rất là dài, trời này rất là dài, chờ cố gắng đi anh em, gồng đi vì một tương lai tươi sáng hơn với lại FRM. Thì đây là một con coi cho các bạn holder. Thì mình quay lại cái vấn đề các bạn holder này, trước khi sang trader, các bạn holder này, khi mà các bạn chơi cái này hơi kỹ một chút, khi các bạn chơi các bạn thấy là cái tín hiệu của SRM là trend tăng rồi đúng không? Đấy, bạn thấy cái tín hiệu của SRM là trend tăng rồi, được chưa? Đấy,
chưa? Các bạn nhìn sang BTC các bạn lại càng tự tin hơn để các bạn nắm giữ đúng không? Đấy. Nhìn sang BTC các bạn càng tự tin hơn để nắm giữ. Đấy. Tiếp đến nữa, khi mà cái cặp SRM USDT nó điều chỉnh đây này, nó điều chỉnh này là ngày 14, 15 này. Đấy. 14, 15 này. Đấy, 15 tháng 2. Chưa? Thì các bạn soi sang con SRM theo cặp BTC ngày 15 tháng 2 là ngày nào? Đây. Ngày 15 tháng 2 là ngày này. Chính xác là ngày này. Thì ngay cái vùng này các bạn có thể vào lệnh được rồi. Vào lệnh được rồi tại vì sao? Tại vì nó đang được đỡ bởi cái đường MA 89. Dưới ngay dưới đó lại là MA 34. Ngay dưới đó lại là MA 34. Nó được đỡ giữa hai cái đường mà hỗ trợ này. Đấy. Và nó lại nằm trên rồi. Đấy, nằm trên MA. Đây nó chỉ test lại MA và nó đi lên. Thì ngay ở vùng này các bạn vào được một lệnh. Vùng này các bạn cũng vào được một lệnh. Vùng này các bạn cũng vào được một lệnh. Thì các bạn cứ soi sang USDT. Các bạn đừng có thấy trend nó tăng cao như thế này mà các bạn sợ, thì các bạn cũng có thể soi sang BTC, cặp BTC để các bạn tự tin hơn, các bạn vào lệnh. Đây, vùng này này, vào một lệnh này. Hôm nay các bạn cũng có thể vào được một lệnh nhờ cái gì? Nhờ cái SRM của BTC. Đấy, chứ không phải là các bạn bật mỗi chat USDT mà các bạn mà hỏi rằng ô anh ơi cái này xuống rồi em có vào được không? Nó phải có cơ sở. Và cơ sở của nó là đây. Ok, các bạn hold được. Xong á, xong mấy ông hold được. Chào 33 anh em, 34 anh em. Ok, bây giờ vấn đề của trader. Chưa? Thì mình sử dụng con nào để mình sử dụng con nào? SXP à? SXP hôm báo với cho các ông này. Ui, SXP cũng ngon nhỉ. Đấy. Giờ mới soi ra này. SXP cũng ngon. Holder cũng được. Thì bây giờ bỏ qua holder một bên đi. Để mình xem trader đi. Các anh em trader. Thì quan trọng cái đầu tiên ở của trader đi. Mình sẽ có một số nguyên tắc của trader như thế này. Lướt. Cái đầu tiên. Bắt buộc phải có bộ công cụ chơi riêng. Cái này thì không bàn cãi được rồi. Nếu như các bạn có bộ công cụ chơi riêng thì các bạn sẽ mới phân tích được. Còn nếu như mà trader lướt sóng mà các bạn không có công cụ thì các bạn không chịu. Cái thứ hai nữa là có nguyên tắc chơi. Nguyên tắc chơi. Đấy. Nguyên tắc chơi nó gồm nguyên tắc là kèo. Phát hiện một cái mô hình đẹp để chúng ta vào kèo. Phát hiện một cái mô hình đẹp để chúng ta vào kèo. Nguyên tắc chơi. Rồi. Rồi, tâm lý. Nguyên tắc của tâm lý. Thì trong cái phần kèo này thì nó có ba cái. Một là vị thế. Cái vị thế này là vị thế mua đó, thế bài đó. Cái thứ hai nữa là target này là bán, chưa? Target 1, target 2.
cái thứ ba nữa là stop loss luôn luôn. Stop loss. Stop loss. Stop loss là một trong những cái bắt buộc của trader. Đấy, bắt buộc các bạn phải có stop loss tâm lý. Đấy. Thứ nhất tới target rồi thì cái việc bán hay không bán ấy, thì mình không cần biết các bạn bán hay không bán, nhưng khi mà tới target là phải suy nghĩ ngay tới việc nâng stop loss. Nếu như mà không nâng được stop loss thì các bạn phải chờ, phải chờ thôi, hoặc chốt lãi, được chưa? Đấy, một là tới target các bạn phải suy nghĩ ngay tới cái việc là nâng stop loss. Cái thứ hai là chốt lãi hay không chốt lãi. Cái thứ tiếp theo là bắt buộc tới stop loss là out, được chưa? Tức là khi các bạn từ cái bộ công cụ của mình các bạn phân tích được cái kèo đó rồi và các bạn có stop loss rồi, thì cái điểm stop loss nó là gì? Điểm stop loss nó là một cái tín hiệu xấu của thị trường. Khi mà giá về điểm stop loss, về vùng stop loss là thị trường đang cho tín hiệu xấu và không có cơ sở nào để các bạn có thể vào lệnh được ở đó cả. Yeah. Và điểm stop loss là cái điểm mà các bạn phải có chấp nhận các stop loss. Yeah. Cho dù các bạn tiếc hay không tiếc, các bạn phải các stop loss. Còn đặt stop loss như thế nào thì quay lại cái đầu tiên, đó là bắt buộc phải có bộ công cụ riêng phân tích kỹ thuật. Được chưa? Đó. Các ông trader lướt sóng thì thường ấy, cái target của một cái kèo ấy thì nó có target 1, target 2, target 3, 4, 5, nhiều target lắm. Thì các bạn cũng nên có cái kế hoạch cho cái việc là chốt lãi như thế nào. Thì có một số lầm lẫn giữa anh em trader và holder, đó là các ông holder đấy, các ông trader khi mà đến điểm stop loss không cắt và sau đó nó từ cái điểm stop loss nó xấu như vậy nó đâm xuống tiếp thì các ông lại chuyển thành holder chân chính. Đây là một trong những cái trường hợp kinh điển luôn ở trong ngành trong cái trade coin này. Thành holder chân chính thì nó lại là lệch lạc về suy nghĩ rồi, nó lại là sai với nguyên tắc rồi. Nó lại sai với là vấn đề là mình đang lẫn lộn giữa mình là holder hay là trader rồi. Thì cái tâm lý của anh em là khi mà nó để về điểm đó, những anh em mới về cái điểm stop loss đó, anh em mới lại bắt đầu đi tìm các thầy, các bà, các group này hay là những ông kia bà nọ để hỏi xem là con này có lên được không, con này có xuống tới đâu, có lên được không. Lúc đó là tâm lý của anh em bị hoảng loạn rồi và nó dẫn đến anh em việc là cắt không đúng chỗ, đúng không? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hầu không biết khi nào nó lên, bắt đầu là kiến cắn mông, ngồi ngủ không ngon, ăn không ngon, ngủ không yên. Thì khi mà anh em câu chuyện ấy, đến stop loss anh em cắt ấy, anh em chấp nhận cuộc chơi đó là anh em thua về anh em thua là vì sao? Thua là phải biết là mình tại sao mình thua, đó là vì cái bộ phân tích kỹ thuật của mình nó chưa thực sự
là hoàn chỉnh hay là nó chưa thực sự là tốt. Hiển nhiên rồi, có những cái kèo anh em ăn và có những kèo anh em không ăn, thì anh em chơi mới biết được là bộ công cụ của mình nó ổn hay không. Thì từ cái tỷ lệ anh em thắng kèo, ví dụ như anh em ra 5 kèo mà anh em ăn 3 kèo thôi, thì cái tỷ lệ anh em thắng vẫn cao hơn là cái tỷ lệ thua. Đấy, thì việc của anh em là nâng cao cái kỹ năng của mình lên, đúng không? Nâng cao kỹ năng mình lên để anh em có thể chơi nó tốt hơn. Một là thêm những cái chỉ báo vào trong cái bộ phân tích kỹ thuật của mình. Hai là mình đã, lúc đấy là mình đã tỉnh táo hay chưa? Đấy, hay là cái trend này là có phải thực sự là mình phán đoán đúng trend hay không? Đấy, thì lúc đó anh em bắt đầu là già lại cái kiến thức của mình để nâng cao cái kỹ năng của mình. Để anh em trader. Và trader nó thực sự là rất là khó các bạn. Cái nghề trader nó còn khó hơn việc các bạn học đại học các bạn. Các bạn học đại học 4 năm các bạn ra trường, nhưng mà 4 năm, 5 năm cho là các bạn học dược sĩ hay là học y, gọi là như thế nào, bác sĩ đi, cho các bạn học 10 năm đi. Thì nghề chơi là các bạn học cả đời các bạn. Các bạn luôn luôn phải học. Và các bạn luôn luôn phải bổ sung kiến thức của mình, bổ sung những cái kỹ năng của mình liên tục update thị trường. Cái năm 2017 nó đâu chạy giống như năm 2018 đâu. Đấy, nó vượt đỉnh rồi, nó đâu chạy như vậy đâu. Thì các bạn phải luôn luôn bổ sung kiến thức, học cả đời luôn. Đó, nghề chơi cực kỳ là khó. Và nếu như các bạn đang là một newbie, các bạn vào thị trường, thì các bạn không có bộ phân tích kỹ thuật của các bạn, hay là các bạn không có một cái kiến thức nền tảng nào để các bạn chơi, thì cờ bạc đãi người mới rồi các bạn. Các bạn vào đây thì mình thấy có nhiều bạn mới vào, các bạn ăn rất là nhiều. Nhưng mà đi được đường dài hay không thì câu chuyện đó lại là câu chuyện khác. Các bạn ăn được 10 tài khoản thì mình chúc mừng các bạn. Nhưng các bạn muốn ở lại thị trường, các bạn muốn x100 tài khoản, hay là từ cái số lượng tài khoản đó các bạn đầu tư thêm để nó gia tăng lợi nhuận. Các bạn ăn được kèo sóng nó bay như thế này thì các bạn ăn được. Không thì nếu như mà các bạn không có một cái kiến thức cơ bản, nền tảng hay là bộ công cụ riêng thì các bạn nghỉ, đúng không? Các bạn kiếm được x10 tài khoản rồi, được tỷ 2 tỷ rồi, hay là 10-20 tỷ rồi, các bạn đang đầu tư nước khác, các bạn chờ cái thị trường này xuống. Đấy. Còn nếu mà anh em đam mê ở trong cái thị trường này của trader, kiến thức của chứng khoán Forex, thì ngoài thị trường coin thì chúng ta có rất nhiều thị trường để chúng ta chơi mà. Anh em thấy yêu thích thì các em phải tìm hiểu sâu hơn, đầu tư nghiêm túc với nó để anh em làm việc nó ra được vấn đề. Mình cũng rất là quan ngại khi mà anh em hỏi những cái câu mà giống như là nó kiểu ngây thơ khi mà anh em vào thị trường mà mình sợ luôn là em ôm con này, ôm con BNB đi. Tôi bảo ông ấy, nếu mà ông học chơi xong ông không dám bao giờ ông dám ôm BNB cái khúc 27 luôn. Ông không bao giờ dám ôm BNB cái khúc 27 luôn. Rất khó để anh em nhận biết được. Đấy. Thì nhưng mà nếu mà ông không dám ôm BNB 27 thì ông đã tránh được một cái rủi ro rồi, đúng không? Mình chưa bao giờ mình biết được là BNB nó lên tới đây, đúng không? Lên tới 35 rồi, đúng không? Nó giật xuống một phát, nó xuống 24 hay là 26. Lúc đấy các ông đang ôm 25, ông không biết chốt lãi. Ông ôm 27 lên 30, ông không biết chốt lãi. Ông không biết chốt lãi, ông lại gồng bảo con này nghe bạn nói là nó lên 1.000 đô, nó vượt mặt ETH, nó lên 3.000, 5.000, 10.000 cơ. Đấy, nó là con của CZ, đấy, thằng chủ sàn Binance, được chưa? Mình chờ đi, được chưa? Nó lên, xong nó điều chỉnh. Đây là sóng điều chỉnh, đúng không? Nó điều chỉnh xuống dưới 20 rồi xuống dưới 100, 100 đi, 126 đi. Hoặc là nó test đơn giản, nó test tầm 200 đi. Là các ông đã sốt ruột rồi. Đấy, các ông đã thấy là không biết là mình đầu tư đúng hay không, mà nghe bạn nói như vậy không biết đúng hay không mà bắt đầu đi hỏi lung tung. Không có một cái kiến thức nền tảng mà nói như vậy đâu các bạn. Cả ngày đi hết group này group kia hỏi rất nhiều người, cuối cùng chả giải quyết được vấn đề gì cả. Ok các bạn trader ha. Còn cái kia mình viết ở đâu ấy nhỉ? Cái khúc mà mình viết cho các bạn trader là ở con nào ấy nhỉ?
À đây đây. Cái clip cái buổi hôm nay ấy, mình sẽ không nói về bất cứ cá nhân con coi nào mà các bạn đang ôm. Được chưa? Không 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 nói về vấn đề đó, không không soi kèo hay là tư vấn cho các bạn vào con này và con kia. Đấy. Buổi đó là buổi khác, mình sẽ xoay quanh vấn đề holder trader thôi. Ok ha. Rồi. Có ai có câu hỏi gì không ạ? Alo, anh em nghe rõ không ạ? Chim sẻ gọi đại bàng. Xin chào 32 33 à 31 anh em. Được bạn. Bạn tự học phân tích kỹ thuật được. Hả? Bạn tự học phân tích kỹ thuật được. Nhưng các bạn phải hiểu câu chuyện như thế này. Nếu như mà bạn tự học phân tích kỹ thuật, bạn chỉ học lý thuyết không và bạn không có thực hành thì nó chỉ nằm trên giấy tờ thôi bạn. Vậy nếu như bạn muốn học phân tích kỹ thuật thì bạn phải kèm vào thực hành. Tại vì sao? Tại vì khi mà bạn cho tiền của mình vào trong thị trường thì bạn mới có đầy đủ về tâm lý, về về nguyên tắc, về mọi thứ để bạn có thể rút kinh nghiệm được. Còn nếu như mà bạn chưa 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 cho tiền vào tài khoản mà bạn chỉ học lý thuyết ở trên mạng thôi hay là đọc sách thôi thì nó sẽ không đúng. Cái thứ hai là nếu như mà bạn tự học, vậy câu chuyện là bạn nên bắt đầu từ đâu? Chưa? Bạn sẽ học cái gì đầu tiên? Đấy, cái gì tiếp theo? Và khi mà bạn học xong rồi, mình cho là ở trong thị trường này có 100 cái chỉ báo đi, thì bạn lựa chọn chỉ báo nào để biến thành công cụ của mình? Bạn lựa chọn cái nào? Tại vì cái nào cũng hay, cái nào cũng đúng, cái nào cũng chén thánh các bạn. Đấy, cái nào cũng hay, cũng đúng, cũng chén thánh. Đấy, nghe người ta nói là học MA là nó lên trên MA là cứ đánh theo nó thôi. Nó đi xuống dưới MA đánh theo nó thì quả khúc này các bạn chết rồi. Đúng không? Nó lên trên này, giật xuống này. Lên trên giật xuống này. Thế khúc này bạn đánh như thế nào? Tức là lên trên đây bạn theo rồi đúng không? Xuống đây bán. Lên trên đây theo. Rồi xuống lại bán này. Chỉ cần nhịp cho các bạn 2-3 lần nữa này là bạn đã bắt đầu suy nghĩ về cái chỉ báo này rồi, đúng không? Cái tiếp theo là từ khi mà bạn học chỉ báo xong, bạn học chỉ báo xong thì bạn liên kết các cái chỉ báo của mình như thế nào thì ai sẽ là người chỉ cho bạn? Mình chấp nhận là bạn học và nghiên cứu đó là điều rất là tốt. Đấy. Còn việc học đúng và học nhanh hay chậm thì cái đó là mình không chắc được cho bạn. Nhưng tự học là cực kỳ là tốt. Bản thân mình là đa số là mình tự học. Đa số mình tự học và học từ và có học từ những trader của nước ngoài, những cái trader nổi tiếng của nước ngoài nữa. Thì mình mới bổ sung được nhiều kiến thức. Cái việc mà mình mới vào thị trường giống như bạn ấy là trước đây ấy, mình cho 60 triệu vào thị trường là lần đầu tiên mình chơi.
đi sạch, đi không còn một đồng nào luôn. Vay thêm 30 triệu đi tiếp. Rồi mới thấy là mình tốt, đúng không? Nhưng mà cái khổ là như thế này, lúc mà mình vào 60 triệu ấy là mình ăn lên 600 triệu rồi bạn. Mình tự tin lắm. Ăn quả đấy là mình tự tin, ôi mình kiểu giống như khớp ấy, giống như là bạn mà được sinh ra để bạn làm chơi đời ấy. Bạn sinh ra để bạn là học giỏi toán, hay là bạn sinh ra để bạn học để bạn là cầu thủ bóng đá ấy. Giống như kiểu là bạn là thần đồng luôn ấy. Mình nghĩ là mình là thần đồng. 60 triệu mà ăn lên 600 triệu mà cũng mất, và lại vay thêm nữa. Đấy. Thì mình cũng tự học như bạn thôi, mình cũng tự học như bạn trong cái thời gian đầu. Mất rất là lâu, mất 1 năm đấy. Mất 1 năm, loay hoay, cho vào rồi lại mất, cho vào rồi thắng, rồi lại mất. Nó kỳ lắm. Xong rồi mình cũng cần phải hỏi những người bạn, hay là học những người thầy mà lâu năm trong cái thị trường này. Người ta có một cái câu nói như thế này này, là ở phố Quân ấy, là một cái nơi đặc thù, là cái ông đi Mercedes ấy lại phải hỏi ý kiến của cái ông đi tàu điện ngầm. Cho dù bạn là tỷ phú hay là triệu phú mà bạn vào cái thị trường tài chính để chơi ấy, thì bạn cũng đi từ con số 0 thôi. Bạn cầm 1 tỷ đô hay là 10 tỷ đô vào trong cái thị trường thì bạn cũng đi sạch được. Cho nên là mình khuyên bạn này, khuyên bạn muốn nhanh muốn chắc thì bạn nên tìm một ông nào, các bạn đi học, ngoài ra bỏ thêm tiền vào chơi đi, đúng không? Bỏ thêm tiền chơi cho nó thực tế, đừng ngồi mà phân tích rồi là nghĩ nó sẽ lên thế này, nghĩ nó lên như thế kia, lâu lắm. Tại sao các sàn đôi lúc tranh nhau vậy? Giống như hôm qua Dodo list sàn Binance định là 7 đến 10 đô, trong khi bên MXC là 5 đến 6 đô. Ok. Mình sẽ giải thích cho các bạn về cái khúc này của bạn Tuấn Anh tốt. Cái khúc này là một cái khúc mà các bạn phải hiểu. Thế thứ nhất là mình hỏi nhá, là cái con mà Dodo của bạn ấy, là khi mà nó list sàn Binance ấy, nó list sàn Binance ấy, là bạn có chuyển con Dodo này từ sàn MXC sang sàn Binance được không? Khi ngày xưa năm 2017 mình cũng chơi cái trò này, là mình đánh lệch sàn đó. Mình đánh lệch sàn tức là như thế nào? Mình nghĩ rằng là ở cái sàn Bittrex đấy, giá nó đang cao đi, được. Mà ở sàn Huobi giá nó lại thấp, hay là ở sàn nào đó nó giá nó lại thấp, thì mình nghĩ là mình sẽ nhảy đổ tiền vào cái sàn giá thấp đó để mình mua con đó. Tại vì cái sàn lớn là sàn Bittrex cái thời đó là nó giá cao rồi, thì chắc chắn là cái sàn nhỏ là nó sẽ tăng theo cái sàn lớn thôi. Mình nghĩ là như vậy. Mình nghĩ mình sẽ đổi tiền vào cái sàn nhỏ để mình mua, và sau đó mình sẽ chuyển cái coin đó từ cái sàn nhỏ sang sàn lớn để mình bán, mình ăn chênh lệch giá. Đó gọi là buôn tiền đó, buôn coin. Nhưng mà buôn không được bạn ạ. Sàn nó đâu ngu bạn. Bạn cho tiền vào rồi, bạn mua coin đó rồi, bạn không chuyển được, là thứ nhất. Cái thứ hai, nó không tăng giá cho bạn luôn.
trong khi nó chỉ tăng một chút thôi, nó chỉ tăng một chút xong rồi nó xả. Thì khi mà cái sàn Binance ấy, cái sàn BitTrack ấy, nó thấy cái sàn kia nó thấp rồi, nó thấy sàn kia nó thấp, nó xả đi, thì cái con kia xả luôn, cái sàn nhỏ xả luôn. Nó là cái mạo hiểm mà không chơi được. Còn mình không biết là bây giờ bạn có chơi được không, mà thường là không chơi được đâu bạn. Nó làm giá mà, đúng rồi anh Hoàng nói đúng rồi, nó làm giá. Thì cái câu chuyện là nếu như mà mình suy nghĩ theo cái chiều hướng nó là cá mập cá voi hay là gọi là như thế nào nhỉ, cuộc chơi của nhà cái đi, cuộc chơi nhà cái đi, thì mục tiêu của nó ấy là lấy tiền từ nhà đầu tư, đúng không? Mục tiêu của nó là nó thể ăn ỉa xả lên đầu các bạn. Đấy. Nó đẩy con coi này ở một sàn rất là cao, coi khác ôm bạc. Ở sàn khác thì nó đã ôm một cục rồi. Đấy, cái sàn bé thì nó ôm một cục rồi. Sàn lớn nó đẩy lên cao vút đi. Đấy. Các bạn lại đổ xô vào sàn nhỏ các bạn mua để các bạn chờ nó cao giống như sàn lớn. Thế là các bạn lên cái nó xả sấp mặt luôn, đúng không? Nó thanh khoản được, đúng không? Đó là cuộc chơi nhà cái. Các bạn vào trong cái vòng quay chơi đó là các bạn chết. Anh có thể giải đáp cho em về cách đặt target à? Cách đặt target, ok. Ví dụ như con nào được. Ví dụ như con SRM đi. Thì khi các bạn đặt target của nó thì target tức là sao? Tức là cái điểm lãi của các bạn, đúng không? Cái vùng lãi của các bạn muốn chốt ở đó. Thì bây giờ nó sẽ lên tới đâu? Con này đi. Nó hạn chốt. Đấy, ví dụ như con này. Chưa? Cái vùng mua của mình là vùng này. Đấy, vùng mua của mình báo cho anh em là vùng này. Thì cái target của nó ấy, các bạn nhìn này, vùng mua này, nằm trong kênh này. Chưa? Đến đây mua, chưa? Thì mình mua được trong vùng này rồi thì mình target. Thứ nhất là cái đỉnh cũ của nó là một target. Chưa? Đỉnh cũ của nó vượt đỉnh cũ thì nó sẽ lên đỉnh tiếp theo. Vượt đỉnh tiếp theo thì nó sẽ lên đỉnh tiếp theo nữa. Đây là những cái target là cái vùng kháng cự. Vùng kháng cự. Đấy. Chưa? Đây là target. Stop loss tức là nó thủng đáy. Nó thủng đáy và phá chen. Rất là đơn giản thôi. Thủng đáy cũ là cái đáy này. Được chưa? Thủng đáy này. Phá chen này. Thì stop loss mình nên đặt stop loss dưới cái đáy cũ một chút. Đấy. Dưới đáy cũ một chút. Được. Đấy, dưới đáy cũ một chút để mình tránh cái việc flat của nó. Đấy, thỉnh thoảng nó flat là sâu hơn cái đáy cũ một chút. Đấy, nó flat xong rồi nó lại giật lên thì các bạn nên tránh cái điều đó một chút. Còn nó cắn rồi thì phải chấp nhận thôi. Thì con này thì mình báo kèo cho các bạn mua là vùng 21-22 thì nó lên target 1 rồi, 46 năm. Đấy. Thì nó lại cái target 1 của nó là nguyên một vùng này. Nguyên một vùng này. Thì đây là target 1. Ở đây chốt cũng được, lãi 10%. Còn muốn gồng thêm á, mình lại nâng target, đúng không? Nâng target như thế nào? Thì con này stop loss của mình báo cho các bạn ấy là 39.
lót là 39 gì đó. Đấy. Và bây giờ nó lên 47 rồi. 47 rồi mình nâng stop loss lên đây. Lên 41, 42 gì đó. Đấy. Đấy là về điểm mua, là về vùng mua rồi. Ha, về vùng mua rồi. Thì ở đây nó có hai cái tín hiệu, đó là EMA34 và EMA89 này. Nó đang đỡ con này. Nó mà thủng cái này thì nó mới gọi là phá kênh này, chưa thủng. À, nó phải từ đây nó xuống này. Tới đây này, gọi là phá stop loss chút đây. À, đây tùy con nhá, tùy con mình chơi là tùy con mình sẽ xem khung giờ. Đây là mình đang xem khung 1 giờ. Đấy, mình xem khung 1 giờ. Bây giờ thị trường có nhiều coin có công nghệ tân tiến hơn BTC, tại sao BTC vẫn giữ top 1 về giá với anh? À, câu hỏi này hay. Bây giờ rất nhiều coin có công nghệ rất là tốt đúng không? Tốc độ nhanh đúng không? Công nghệ cao, ứng dụng nhiều, cộng đồng lớn. Nhưng mà tại sao nó vẫn là top? À, BTC vẫn là top 1. Bạn hình dung này, à, BTC nó như là vị thần ấy. Giống như là một cái tín ngưỡng đấy bạn. Tín ngưỡng. Nó có 21 triệu đồng thôi. Nó bị giới hạn 21 triệu đồng thôi. Bạn cũng có thể sử dụng BTC để các bạn mua bán giao dịch về tương lai nhá. Nếu mà quản lý được thì bạn vẫn có thể sử dụng BTC mua bán giao dịch. Nhưng vô tình BTC nó lại là người đầu tiên, gọi là tiên phong. À, tiên phong trong cái làng crypto này. Ngày về tương lai thì mình không biết ha. Về tương lai không biết, nhưng mà tới điểm thời điểm hiện tại BTC nó giống như là một vị thần rồi. Mọi người đều đang hướng đang suy nghĩ nói đến thị trường crypto là nói đến BTC. À, cứ nói đến thị trường crypto nói đến BTC. Thứ hai nữa là nó cũng gọi là như nào, giới hạn nó là 21 triệu đồng mà có đến mấy chục phần trăm là bị thất thoát mất rồi. Nó lại tạo ra được cái sự khan hiếm nữa. Các coin khác thì nó rất là nhiều, có thể đẻ ra được. Còn BTC nó không đẻ ra được. Đó nên là BTC nó không bị lạm, à, gọi là như là để đẻ ra cái đồng 2 triệu một đồng, đấy, 21 triệu một đồng là không có, chỉ có 21 triệu đồng. Thì bây giờ để nói về BTC nó có bị đạp hay không, nó có bị gọi là xếp thứ hai hay là nó gọi là bị xoán ngôi hay không thì tương lai nó cũng lâu đấy. Đấy, cho đến khi mà thị trường crypto nó được, các cái đồng coin nó được ứng dụng vào thực tế, thì cho đến đó thì mình vẫn nghĩ rằng BTC vẫn là vị thần ở trong cái thị trường này. Đấy. Và bạn có thể dùng BTC bạn mua bán được mà, đúng không? Còn nói thật, mình thì mình cũng không phải là như thế nào, mình cũng không phải là xem coin này nó hơn coin kia. Vấn đề là cộng đồng của nó, công nghệ của nó và cái đội founder của nó như thế nào thôi. Còn BTC nó cũng là một cái coin thôi, một cái coin mà chưa được công nhận thôi. ETH, BTC thì hiện tại BTC nó lớn nhất, còn ETH thứ nhì, đúng không? Rồi sau đó đến thằng BNB, rồi đến các thằng khác đó. Những cái thằng nào mà đang được ứng dụng nhiều và được nhiều người mua và cộng đồng nó lớn, gọi là coi uy tín. Còn các con khác thì cộng đồng nó bé, ứng dụng nó ít và không được nhiều người quan tâm thì nó gọi là coi rác. Mình thì mình không quan trọng lắm. Mình là có tiền là mình chơi, và không có tiền là mình nghỉ. Giống như năm 2017 sang năm 2018, mình thấy đau chen, mình bảo toàn bộ anh em trong group khoảng tầm mấy ngàn người đấy. Đợt đấy group đông nhà anh Hoàng nhỉ. Rất là đông ấy. Đợt đấy anh em còn học
rất nhiều khóa của mình ấy, thì khi mà mình bảo là anh em dừng chơi là toàn bộ anh em dừng chơi, mình thông báo anh em dừng chơi là dừng chơi, tại vì mình thấy là thị trường downtrend rồi, mà trong cái thị trường crypto này thì nếu mà chơi margin ấy, margin thì nó rất dễ làm giá thì mình không chơi nữa, thì mình sẽ bảo anh em dừng chơi để chuyển sang forex hay là chứng khoán gì đó. Trời ơi bạn ơi, có khi nào downtrend năm 2017 khó xảy ra trong tương lai khi đợt này các công ty quỹ lớn FOMO vài tỷ USD thay vì cá bé FOMO năm 2017 không? Không bạn, mình giải thích cho bạn một chút nhé. Toàn bộ tất cả các đồng coin đến hiện tại được các nhà đầu tư và các quỹ ôm, thứ nhất là họ có một cái dự tính ngoài vấn đề lãi ở đây. Các bạn nhìn ở bề nổi rằng là họ ôm để họ pump, họ xả không cũng là một phần nào đó là cái dự tính của họ thôi. Nhưng mà nếu như mà bạn suy nghĩ về góc độ kinh tế một chút, tức là trong cái công ty hay tập đoàn ấy, nó dư tiền ấy, nó nhiều tiền, hay là các cái quỹ, thì nó có một cái quỹ là có một cái phần là đầu tư mạo hiểm. Cái thị trường crypto là thị trường đầu tư mạo hiểm thật đấy, FOMO ảo, đầu tư mạo hiểm. Nếu như mà crypto nó tăng, crypto nó tăng, coin nó tăng, thì nó mang sinh ra lợi nhuận cho quỹ đầu tư đó và các công ty đó, đúng không? Nhưng mà nếu mà nó giảm thì sao? Thì vẫn có thể báo lỗ tránh thuế được mà, đúng không? Thì mình đang đầu tư vào mạo hiểm mà, đúng không? Đó, cho nên các cái quỹ và các cái công ty nó đầu tư cái gì nó đều có thể nó đều phải báo cáo thuế cả, đó, đều phải báo cáo cho nhà nước, chính phủ, nhiều thứ lắm. Đấy, nó có những cái mà bề nổi các bạn thấy rằng nó ôm để nó pump nó xả thì cũng là một trong những cái tính toán của nó thôi. Đấy, cho nên là các bạn cũng phải xem xét là bây giờ mình đang còn cơ hội, mình ăn thì ăn thôi. Còn mình thì cũng con nào trend tốt thì mình vào, con nào trend xấu thì mình nghỉ. Mình cũng không có một cái kỳ vọng quá là nhiều ở trong cái thị trường này là tương lai con BTC lên triệu đô hay là gì đó. Giống như các bạn là con XRP hay là con XRP là ngày xưa các bạn mong nó lên 10 đô, 100 đô. Bây giờ nó sập rồi. Mình cũng không mong chờ. Ok, buổi ngày hôm nay là một buổi để talk mở, một buổi talk ngắn cho những anh em trader mới vào thị trường. Mình có một số lời khuyên cho anh em như thế này, để chốt lại cái chương trình ngày hôm nay. Một số lời khuyên cho anh em trader mới như thế này. Các bạn nên chia cho mình hai cái quỹ, một là quỹ hold và một quỹ chay. Và cái quỹ hold ấy, cái quỹ các bạn hold ấy là các bạn không nên chạm vào thành chay, và quỹ chay thì cũng không nên chạm vào hold. Thì bây giờ các bạn khi mà các bạn phân biệt được cái quỹ chay và quỹ hold của bạn rồi thì các bạn rất rõ ràng và rành mạch vào trong cái vấn đề đầu tư. Đấy. Bây giờ các bạn chia thành hai quỹ, hold thì các bạn để đó, chờ vùng mua mua thêm, chờ vùng bán đi. Được chưa? Còn quỹ chay của các bạn, chay tức là sao, lướt sóng, các bạn lướt sóng liên tục trong thị trường, thì khi mà các bạn xác định các bạn có một quỹ chay thì các bạn bắt buộc các bạn phải nghiên cứu về phân tích kỹ thuật. Nghiên cứu xong phần phân tích kỹ thuật thì các bạn phải nghiên cứu thêm về vấn đề nguyên tắc kỷ luật. Đấy, phân tích kỹ thuật thì các bạn cần có một bộ công cụ, có thể là 4, 5, 6, 7 hay là kể cả 10 công cụ vào một chart, không thành vấn đề. Nhưng các bạn có bộ công cụ thì các bạn sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Các bạn trader là các bạn vào lệnh liên tục ăn 10-20%, có thể là lồng được lệnh 50% hay là x2 là chuyện bình thường các bạn. Đấy, rất là dễ, tại vì nếu như các bạn có nguyên tắc thì ví dụ như coin nó lên rồi các bạn nâng stop loss, cứ lên nâng stop loss thì các bạn gần như là đảm bảo được vốn rồi. Khi nào nó x2 đủ cái lòng tham của bạn thì các bạn cắt.
hay là 50% hay là 30%, các bạn đủ lòng tham lên tăng F3, tăng F4 các bạn cắt đấy, nhưng bắt buộc các bạn phải có cái phân tích kỹ thuật ha. Nếu các bạn không có phân tích kỹ thuật mà các bạn bảo là, anh ơi vào con này được không, con kia được không, rất là khó để người khác trả lời đấy. Mỗi người có một chính kiến và một cái bộ phân tích kỹ thuật khác nhau, các cái chỉ báo nó không đưa ra một cái tín hiệu chung, các chỉ báo trong thị trường không đưa ra một tín hiệu chung, và mỗi chỉ báo ở trong mỗi giai đoạn nó sẽ có một cái đúng riêng với cái chỉ báo đó. Cho nên là các bạn kết hợp chỉ báo làm sao cho nó có một cái sự liên kết với nhau để các bạn chơi đấy. Thì mình chỉ gợi mở cho các bạn đến đây được thôi, còn nếu mà nói về phân tích kỹ thuật nó rất là rộng rãi à. Ok, buổi ngày hôm nay thì các bạn thấy như thế nào các bạn? Nếu như mà các bạn thấy ok cái buổi như ngày hôm nay thì các bạn comment giúp mình chưa? Thì sẽ có những cái buổi tiếp theo cho các bạn. Sắp tới thế thì có một buổi của anh Hoàng sẽ chia sẻ cho các bạn về những người bạn mới, về một số cái về tâm lý, rồi là về cái quản lý vốn, hay là sử dụng các cái thông tin ở đâu để các bạn hâu, hay là các bạn chơi, hay là làm sao để các bạn học phân tích kỹ thuật như thế nào, ở đâu, thì anh Hoàng sẽ chia sẻ cho các bạn một cái buổi để các bạn chơi đồ mới, hiểu rõ đấy. Và mục tiêu của mình ấy là các bạn ở trong này, trong group của mình phải an toàn đấy, phải cực kỳ là an toàn. Các bạn chơi, các bạn xác định dài hạn, đi với mình dài hạn thì các bạn cứ suy nghĩ về vấn đề an toàn, kiến thức nền tảng chưa? Còn tiền ở trong thị trường nó cả hàng nghìn tỷ, các bạn kiếm làm sao mà hết được. Cho nên mình phải rủ các bạn đây vào đây kiếm cùng với mình đây này, chứ không mình một mình ăn. Cái nghề chơi là một nghề cực kỳ là cô độc các bạn. Mình hiện tại đây mình vẫn ngồi một mình, anh Hoàng thì Hà Nội, mình ở Sài Gòn ha? Mỗi người một nơi, nhưng mà chúng ta có cộng đồng để chúng ta vui hơn, đúng không? Chúng ta kiếm kèo, chúng ta ăn cùng với nhau đấy, chúng ta vui cùng với nhau, có giàu vì bạn sang vì vợ, chúng ta cùng với nhau phát triển đấy, để ăn. Còn mình nói với các bạn này, ở Việt Nam này có rất nhiều người bạn rất là giỏi, cái đời thế giới ấy, còn phải nể trader Việt Nam đấy. Cho nên các bạn muốn mình ở trong top trader đấy, mình chưa nói là các bạn là những cái top 1, top 2 gì đó, mình chưa nói, mà mình chỉ cần các bạn vào top 4% những người trader hiện tại ở trong thị trường ở Việt Nam. Tại vì các bạn ở đây, các bạn nhìn thấy không, có rất nhiều người bạn vào thị trường gần như là con số 0, không biết một cái gì cả, không biết một tí gì cả, gần như gọi là gà là lợn luôn đó, để người khác lùa vào đó. Thì các bạn chỉ cần làm một bước thôi, các bạn chỉ cần làm đúng một bước thôi, là các bạn học phân tích kỹ thuật, học phân tích kỹ thuật, tìm hiểu về công nghệ, là một bước đơn giản để học phân tích kỹ thuật nền tảng. Mình chưa nói phân tích kỹ thuật chuyên sâu hay là cao siêu gì cả, mình chỉ học phân tích kỹ thuật nền tảng là các bạn đã được vào trong cái top 20 những cái người mà trader ok, 20% người trong giới trader rồi. Còn nếu các bạn sâu hơn và muốn làm top 4 đấy, top 4% hay là top 10% thì các bạn sẽ phải học sâu hơn nữa, nghiên cứu một cách đầu tư đúng đắn hơn nữa đấy, cho nó chưa? Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái buổi talk ngày hôm nay, và rất mong là những cái buổi như thế này sẽ giúp cho các bạn phát triển được cái kiến thức của mình và tỉnh ngộ hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong channel, trong group chat, ở trong Telegram. Ok, bye bye, hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn.